Kamen Rider Kids trailer tập 7 và những hình ảnh được leak ra tập này cho chúng ta biết điều gì? Mở đầu đoạn trailer là hình ảnh về trò chơi mới với chiếc Burstle hình dạng phi tiêu. Đây chính là chiếc Burstle đã được leak ra về sức mạnh của Tycoon Ninja. Màu sắc của nó tương thích với Tycoon cũng như Kiss nói, những ID sẽ tương thích với những Burstle nhất định và đây chính là thứ sức mạnh mà Tycoon sẽ nắm giữ. Nhưng lần này Kiss lại là người nhặt được, kẻ may mắn lần này là anh hay sao? Theo như những thông tin trong đoạn trailer thì những người chơi bao gồm Kiss, Tycoon, Nago cũng như Puffa sẽ được ở lại trò chơi này cho đến khi Rider cuối cùng bị đánh bại. Nếu họ không thắng được, nghĩa là chúng ta sẽ không còn bất kỳ một Rider nào bị loại nữa. Đúng như mình nghĩ thì nếu tiếp tục loại như thế này thì những nhân vật quan trọng được xây dựng kỹ lưỡng như Nago, Tycoon cũng như Puffa sẽ bị loại bỏ khá đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đến khi không còn người nào nữa và từ từ bốn người này sẽ bắt đầu hợp tác chiến đấu. Thứ mà trong trò chơi lần trước Kiss đã một mình gánh hết, anh ấy chẳng cần bất kỳ ai cả. Theo mình nghĩ việc này khá tốt, khi bốn người cùng chiến thắng họ sẽ được bốn điều ước và Kiss sẽ tiếp tục trò chơi này, còn ba người còn lại giống đồng hành với Kiss cũng sẽ tiếp tục tham gia, và chưa kể họ cũng là người từng thắng cuộc, và hơn hết là họ sẽ có những điều ước riêng của mình giúp cho những người khác có thể trở lại, nhất là về phần của Puffa cũng như điều ước hạnh phúc đơn giản của Nago. Chúng ta sẽ quay lại với trò chơi, nhìn vào hình chiếc lon cũng như tinh quái vật ngựa hai đầu và những thông tin trong đoạn trailer thì đây là trò chơi ném lon. Họ sẽ phải hạ bệ chiếc lon và làm nó đổ xuống. Chúng ta biết trò chơi ném lon thì luôn có một thủ môn và tên thủ môn là một trong những tên sao tô cấp cao. Tên này có vẻ cực kỳ mạnh, không dễ dàng gì có thể đánh ngã chiếc lon. Tất nhiên là đã có người sẽ tham chiến đánh trực diện với hắn và kẻ đó mình nghĩ là Puffa, nên những người khác sẽ không dại làm vậy. Như hình ảnh tiếp theo, sau hình ảnh tên ác ma này, đó là hình ảnh của Tycoon đang dùng cung và núp một chỗ khá kín đáo. Mình nghĩ những tên rịp quen thì Tycoon không cần phải làm vậy, anh ấy có thể lao trực tiếp ra, nhưng anh ấy muốn ngắm từ một góc chết để bắn hạ chiếc lon. Nhưng đáng tiếc tên ngựa này tận hai đầu và mục đích của hai chiếc đầu này có thể chính là để quan sát được nhiều hướng hơn và tìm được điểm mù. Chúng ta chưa biết khả năng của hắn là gì, tất nhiên hắn sẽ có khả năng liên quan tới chiếc lon và tạo hình của tên ngựa cũng một phần đó liên quan tới cây xương rồng. Một điều khá thú vị, vì dọn Yamato này chúng ta vẫn chưa gặp những tên tướng lĩnh nhiều, tên đầu tiên chỉ là tên trong băng cướp cơ bản mà thôi. Còn tên này là một tên quái vật với sự kết hợp giữa ngựa hai đầu cùng với lại cây xương rồng, và điều đó cũng thể hiện trên lon nước mà hắn ta đang trấn giữ. Sau đó chúng ta cũng thấy được hình ảnh của Puffa bị thương đang ngồi trong phòng họp. Có lẽ như sức mạnh của tên này thì không phải dùng của Puffa zombie là có thể đánh bại được hắn. Kiss thì đang trầm tư vì có lẽ anh đã nhận ra một điều đó khác lạ. Lần tấn công này của tên ác ma làm cho anh nhận ra điều gì hay chăng? Hay là anh đang suy tư về đồng tiền, thứ mà anh luôn trăn trở và phải tiếp tục trò chơi này hàng ngàn lần nếu anh có thể. Những hình ảnh cuối cùng trong đoạn trailer chính là hé lộ phần trước, lúc mà anh nói chuyện với lại Tycoon. Có thể là Tycoon đã không cứu được một đứa nhóc nào đó và Kiss sẽ nhận ra được nhiều thứ. Có lẽ lúc này sẽ là lúc anh suy tư như liên quan tới đồng tiền mà anh ấy đang nắm giữ. Và hình ảnh chiến đấu cuối cùng trong đoạn trailer là hình ảnh form mới với chiếc Puzzle anh vừa lấy ở đầu đoạn video. Đó là chiếc Puzzle của Ninja. Anh đã sử dụng nhẫn thuật. Vũ khí của chiếc Puzzle này là một cây cung có khả năng tách ra thành hai lưỡi kiếm cầm ngược, khá giống với hình dạng của chiếc kunai. Thi triển nhẫn thuật và đánh lạc hướng tên Yamato này có thể chính là cách để chiến thắng. Nhưng form này sẽ dành cho Tycoon với lại thời điểm hiện tại. Đánh bại tên quái vật ở trong một tập mình nghĩ là không thể. Có thể một lý do đó mà Kiss sẽ thất bại. Theo mình nghĩ lý do mà Kiss sẽ thất bại đó là anh ấy không tận dụng được Puzzle này do ID không tương thích. Và có thể cũng liên hệ với hình ảnh mà tên ngựa này dậm lên chiếc lon. Giống như chúng ta chơi rồi chơi ném lon thì chúng ta sẽ nghĩ là chỉ tìm một điểm mù hoặc là ném một lực đủ mạnh để lách qua tên thủ môn. Và Giz cũng nghĩ như vậy với những phân thân chi thuật hay là những đòn ném phi tiêu cũng như bắn cung cực kỳ nghệ từ Burstle Ninja. Nhưng hắn ta đã dùng đôi chân của mình cản anh chiếc lon, khiến chiếc lon không thể nào nổi gục. Điều này cũng sẽ làm Giz bất ngờ khi một tên Yamato lại có thể thông minh như vậy. Hắn ta cản trở như vậy phải có một lực đủ mạnh để phá hủy chiếc lon hoặc đánh ngã nó và đánh ngã luôn cả hắn. Nên sức mạnh Ninja cũng như chiêu trò của Giz là không hề có tác dụng. Anh ấy cần một ai đó tương thích hoàn toàn chiếc Burstle này. Những hình ảnh được leak ra trong tuần này cho chúng ta thấy điều gì? Sự tự tin của Kiss khi quay trở lại và đã nhặt được chiếc Burstle của Ninja và anh ấy nghĩ mình sẽ chắc chắn thắng. Những hình ảnh của Keiwa về chiếc phi tiêu cũng như lưỡi gươm, thứ mà sẽ tạo thành vũ khí của Kamen Rider Tycoon Ninja. Điều này có ảnh hưởng liên quan tới quá khứ Tycoon hay không?
vì anh ấy luôn tin vào chính nghĩa và điều đại diện chính nghĩa ở Nhật Bản là chính là những ninja hay chăng? Cùng với đó là hình ảnh đặc biệt của Tycoon khi anh ấy lần đầu tiên sử dụng Boots trước khi khởi động và sử dụng sức mạnh. Có lẽ đây là lúc mà anh ấy muốn giải cứu tất cả mọi người với gia tốc của Boots chứ không phải tiêu diệt tên người ngoài hành tinh Yamato. Đó là những giả thuyết của mình xoay quanh Kamen Rider Kiss trailer tập 7. Bạn có ý kiến gì comment phía dưới nhé. Mình là Rider Kiss, thanks for watching. Bye.